Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu. Tại thị xã Hoàng Mai, hiện nay đang còn 63 tàu thuyền của ngư dân chưa về đến đất liền, trong đó có 6 tàu của xã Quỳnh Phương chưa liên lạc được. Riêng hồ thủy lợi Vực Mấu, đến 8 giờ 20 phút, xí nghiệp thủy lợi Quỳnh Lưu đã tiến hành xả lũ 1 trên 5 cửa xả đáy. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Viết Hồng yêu cầu cấp ủy, chính quyền thị xã Hoàng Mai bằng mọi cách liên lạc, kêu gọi được tất cả tàu thuyền về đất liền trú tránh bão an toàn. Bên cạnh đó, chỉ đạo nhân dân chèn chống nhà cửa, phát dọn cành cây, kiểm tra hệ thống điện lưới và thông tin liên lạc nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong cơn bão số 14 này. Với tính chất nguy hiểm của cơn bão số 14, trong sáng nay, nhiều địa phương trong tỉnh đã triển khai công tác ứng phó với siêu bão này. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 14, lãnh đạo thành phố Vinh đã đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai thành phố, thủ trưởng các ngành phân công cán bộ phụ trách xuống địa bàn, nắm tình hình cụ thể, cùng với địa phương đề ra các biện pháp và phương án cụ thể phòng chống ảnh hưởng của cơn bão. Các đơn vị Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh, Công ty Cổ phần Công viên Cây Xanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị Nghệ An tiếp tục kiểm tra hoạt động tại các cống mương thoát nước ở các khu vực thường bị ngập úng, tháo dỡ các cụm đèn trang trí, pano, biển quảng cáo, trang chống cây xanh trên các đường phố, tập trung đảm bảo cơ sở hạ tầng như đường điện, cột phát sóng truyền hình, các tài sản khác. Tổ chức di tán dân ở các khu chung cư đã xuống cấp, các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở núi quyết. Thành phố thành lập đoàn kiểm tra các khu vực nhà dân xuống cấp và dọc các bờ sông để có phương án di dời, đồng thời huy động lực lượng trực 24/24 giờ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhằm hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra. Ủy ban nhân dân thị xã đã triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như kiểm tra, rà soát và triển khai phương án phòng chống bão lụt theo phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra an toàn vận hành các công trình thủy lợi, trong đó có việc xả nước đệm các hồ đập. Các địa phương phải cập nhật tình hình bão, thông báo để nhân dân biết cách phòng chống. Tập trung chẳng néo lại nhà cửa có phương án di dời các hộ dân ở các vùng úng ngập lên nơi cao ráo. Lên phương án, chuyển các hộ dân có nhà từ cấp 4 trở xuống di chuyển tránh trú tại các khu vực nhà kiên cố. Bắt đầu từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11, ngành giáo dục cho học sinh các trường học tạm nghỉ. Lực lượng công an quân sự tập trung lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Thái Hòa đã dừng ngay các cuộc họp để tập trung phòng chống bão. Quyết tâm của thị xã Thái Hòa là không để thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về vật chất do cơn bão số 14.